Đôi giày. Yo, what's up, hello anh em, hello mọi người. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Ơi giời ơi, hôm nay vừa đóng tun, kiểu cho giọng tôi nó giống bị ngạt mũi ấy. Đấy, các bạn thấy giọng tôi giống bị ngạt mũi không? Đấy. Thì mẹ đéo hiểu sao hôm qua hôm qua chơi game với anh Độ xong. Đấy, thế là anh Độ bảo là để mẹ giọng giọng này là, giọng giọng tôi là hơi có vấn đề rồi nhá. Để mẹ thấy là sáng nay tôi vừa mới ngủ dậy, để mẹ thấy vẫn bị ngạt mũi. Đấy, thế là tôi để mẹ nhanh trí. Đấy, tôi cẩn thận mà các bạn. Đấy, tôi đi mua một cái que test thử nhanh. Để mẹ thấy đéo nào hai vạch có thai con mẹ nó luôn. Nhưng mà sao địt mẹ nó vẫn khỏe nhở các bạn nhở? Nó vẫn kiểu bị tỉnh ấy. Tôi còn thấy tôi còn kiểu minh mẫn hơn là bình thường ấy các bạn ạ. Thề. Nó chỉ bị hơi kiểu bị ngạt mũi tí thôi. Này là nhẹ á. Tôi cũng không biết nhưng mà khỏe lắm. Nó không kiểu bị mệt hay là bị ốm gì à. Nhưng mà kiểu ngạt mũi kiểu này nó hơi bị khó chịu. Như kiểu là cái nắp sâm panh xong rồi nhét vào đít ấy. Đấy, nó kiểu bị kín ấy. Nhưng mà lúc nào bây giờ tôi là toàn phải thở bằng mồm ấy, chứ đéo kiểu thở bằng mũi được. Đấy, thở bây giờ mà tôi mà thở bằng mũi không, đóng mẹ Em mồm lại chào là A Nhi dầm nhá. mẹ thở luôn đấy. Anh thử á? Ừ thì mới thử test nhanh thôi. Còn PCR thì chưa biết. PCR thì hôm nay vừa mới test PCR xong. Còn đêm chắc là các bạn xem stream tôi, chắc là khoảng tầm đến lúc anh em bị ập từ stream có kết quả đấy. Để bạn cùng hóng nhá các bạn nhá. Ủa anh có sao không á? Không sao. Vẫn bình thường. Hoặc là cũng có thể nó ủ bệnh không chưa biết được. Mong là không sao các bạn ạ. Được bạn thề. Nhưng mà kiểu bị như này cũng vui ấy. Cũng có cái vui ấy. Đấy nhưng mà bình thường tôi kiểu rửa bát, tôi quét nhà đấy, tôi nấu cơm cho mọi người ăn đấy. Đấy hôm nay tôi kiểu test lên hai vạch con tỏa thôi. Mọi người để con nấu cơm cho. Trời ơi, để con quét nhà rửa bát cho. Đấy các thứ. Xong rồi bố tôi bảo thôi đi mẹ à, mình mẹ lạc quan á. Ừ đi mẹ, tôi thể tôi bình thường vẫn lìn ra đi mẹ. Xong rồi kiểu vừa mới thông báo anh em là mẹ test nhanh lên hai vạch đi mẹ, thể bao nhiêu người nhắn tin, bao nhiêu người hỏi han, như kiểu tôi bị nặng lắm ấy chứ không sao, tôi bình thường mà. Xong rồi cứ nghĩ là tôi kiểu mẹ tâm lý yếu ấy, bảo là đi mẹ thời gian này ông cần phải lạc quan lên đấy, đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ linh tinh đấy, xong rồi có chuyện gì là phải nói với tôi ngay nhé. Đấy kiểu kiểu như thế, địt mẹ thằng vô bùi gì. Ừ nếu mà lo thì thôi, tôi lo thì thôi, đừng hỏi han nữa, qua thăm đi. Trời ơi, đấy bây giờ mới gọi là thể hiện tình anh em, là thể hiện ở đây này. Đấy thấy ông Nip đâu rồi nhở, bình thường. Úi dồi ôi, đi ăn thì nhìn, có ăn gì không. Ôi giời ơi, anh gấp cho. Ôi giời ơi, cái lúc này thì chả thấy đâu. Nhưng mà tôi cũng chả bị ho cơ, không bị ho, không bị ốm, không bị vừa mới tắm xong, vừa mới tắm xong khỏe vãi lìn, không bị ốm, không bị kiểu ớn lạnh nữa. Nói chung là chỉ có mỗi bị mỗi cái là ngạt mũi thôi. Xong rồi nhiều anh em cũng kiểu bảo là lần trước em bị cảm cúm các thứ bình thường là test nó vẫn lên đấy, biết đâu được đấy. Ăn còn thấy vị không anh ạ? Ăn có vẫn ăn vẫn ngon, trời ơi, ngủ vẫn ngon luôn. Ngửi vẫn vẫn ngửi được, vẫn ngửi ra mùi. Đấy vẫn ngửi ra mùi này. Năm nay giao thừa anh có côn với anh em nữa không đấy á? Thì đi mẹ tầm này ở nhà thôi. Đấy chắc là cũng có côn với mọi người thôi cho cảm thấy đỡ cô đơn, tôi chưa biết làm thế nào nữa. Bạn nào mà Tết mà không có gì làm thì có gì lên stream xem nhé các bạn nhé. Anh em mình cùng nghịch stream à, nghịch với nhau. Anh Quang rủ ra nhà chơi kìa. Thật không đây? Trời ơi. Hay là lại chỉ trên này thế thôi. Trên kiểu có mọi người ở đây thì anh Quang nói kiểu yêu thương thế thôi. Trời ơi. Như thầy là thầy cũng thế đấy. Thầy là thầy cũng kiểu bình thường trên stream nhá là cũng cũng hay ấy lắm, cũng hay nói lời đẹp ý hay lắm, nhưng mà ợp chim cái đỉ mẹ à, nhím ngu. Nhưng mà sao kiểu pot ấy nó không làm thêm vị gừng kiểu để cho anh em bị covid hút hút tiện luôn nhỉ các bạn nhỉ? Hợp lý đấy, tại vì bây giờ trend nhá, nhưng mà tôi nghĩ là làm kinh doanh ấy đấy là anh em mình cũng phải kiểu biết bắt trend một tí đấy. Mà bây giờ kiểu
cái gì mà liên quan đến Covid ấy là chắc chắn là nhiều người kiểu sẽ kiểu chú ý vãi lìn đúng không? Hợp lý mà đúng không? Đấy, ví dụ bây giờ làm thời trang đi. Đấy, bây giờ làm cái áo đi. Đấy, mình sẽ làm cái áo kiểu gọi là phòng chống Covid chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Đấy, xong chắc chắn kiểu đấy tôi sẽ mua. Đấy, để tôi gọi là góp phần gọi là thúc đẩy phòng tránh dịch ấy chẳng hạn như thế. Đấy, sao đéo làm một cái pot để thơm mũi nhở, hoặc là cái hít này đi, cái hít này vị gừng đi đấy, hay là vị xả thì đi nhở. Bỏ đi anh, nhạy cảm cái đầu buồn mẹ. Bây giờ các bạn bị nghiêm túc quá đấy, chơi đây các bạn ơi, thoải mái đi. Đấy, hôm nay như kiểu hôm qua với cả hôm nay ấy, đấy tôi cũng kiểu vào cái regime của tôi ấy. Đấy, nhưng mà bình thường tôi cũng chả bao giờ tôi nói gì đâu. Đấy, tôi đọc thì cho biết thôi. Đấy, nhưng mà kiểu hôm nay tôi nghĩ lại rồi, để tôi sẽ kiểu thoải mái hơn đấy. Đấy, kiểu như thế. Nhưng mà kiểu hôm nay có một cái vấn đề là kiểu để bạn tạo được gần đây, để bạn có mấy ông góp ý kiểu ngu và lì mà đéo hiểu sao, để bạn bảo tôi kiểu lì các thứ, để bạn góp ý ngu mà bắt mẹ người ta tiếp nhận, để bạn cay vai cả biểu thề. Nhưng mà ví dụ góp ý theo kiểu anh ơi đầu tư cam đi. Đấy, xong rồi cam này mờ quá. Ừ đấy, thì đéo ai nói cái gì đúng không? Hoặc là anh ơi đầu tư khung tóc sâu đi, cái tóc sâu này anh dùng lâu lắm rồi, cái trông nó cũng đéo đẹp cũng như lồn. Đấy, thì đi bạn đéo ai nói gì. Đấy, tôi có bao giờ tôi nói mấy cái kiểu như thế đâu. Thì bạn đây góp ý theo kiểu mẹ, kiểu áp đặt tôi mẹ phải như này như kia, mẹ các thứ vãi lìn ra. Thì bạn nghe nó kiểu bị khó chịu ấy. Đấy, và tôi biết nhưng mà bình thường tôi cũng đéo nói gì đâu. Nhưng mà những cái góp ý kiểu như thế nó sẽ chắc chắn kiểu đéo nó sẽ gây tranh cãi. Đấy, cho nên là thỉnh thoảng kiểu trên stream ấy tôi cũng đã nói là kiểu nếu mà muốn góp ý gì đấy, đấy thì đương nhiên là nó sẽ gây tranh cãi rồi. Đấy, cho nên là góp ý thì cứ góp ý gửi thẳng vào mail cho tôi. Đấy, sao biết đâu anh em kiểu còn tâm sự được với nhau. Đấy, các thứ thêm nhiều điều nữa. Đấy, nhưng mà nếu thích, cứ thích góp ý kiểu khó chịu trên kênh chat để bạn tôi là chửi nhau. Bạn góp ý đi bẹ. Em góp ý bảo anh xét lại góc cam gần 2 năm nay rồi, anh cứ ok mà có gì thay đổi đâu. Ok, cảm ơn Đức Nguyên nhé, cảm ơn em nhé. Trời ơi, cái góc cam thì phải mua cái cam mới, trời ơi đang định mua cái cam mới, xong rồi mua cái chân cam đứng luôn. Đấy, xong rồi lắp cái máy ảnh vào. Đấy, chứ bây giờ tôi vẫn đang để cái cam ở trên cái cây máy tính ấy, đéo có chỗ nào để khác cả. Ừ, đây, người ta bảo tôi là cái gì nhỉ? Cứ lên like, nổ, mình kiếm nhiều tiền chắc gì đã nhiều hơn người khác. Ơ, để bạn thề tôi đã bao giờ tôi nổ như thế chưa các bạn? Để bạn lúc đéo nào tôi chỉ bảo lương tôi là 3 triệu rưỡi, 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Tôi bảo tôi chỉ muốn kiếm gọi là thật nhiều tiền để bạn lo cho vợ con tương lai sau này. Đấy, lo cho gia đình mình, đấy, lo cho thì bạn họ hàng mình, đấy, lo cho dòng họ của mình. Thì bạn tôi đã bao giờ tôi bảo ui đi mẹ thầy kiếm tiền hơn bố mày, bố mày khinh mày nhờ. Tôi bao giờ bạn nói kiểu như thế chưa? À đây. Trời ơi. Nghe tôi bảo góp ý như buổi ấy. Đấy kiểu như thế. Sao ông ấy bảo là cái gì nhỉ? À, streamer để làm gì? Khi em mày biết được việc thật của anh, chắc em mày cũng bỏ stream. Ui kinh ê. Chắc ít có người nói sự thật cho em nghe lắm. Nghe nói em thích tính thẳng đấy. Ai mà góp ý thì vẫn chỉ có hai câu để ứng phó: mày giỏi stream đi, không xem được thì cút. Uầy, rõ ràng tôi không hề bảo là mày giỏi stream đi nhá. Đấy, tôi chỉ bảo là câu trước đấy là để tôi phân tích cho các bạn nhá. Là câu đấy tôi bảo là, trước đấy tôi bảo là cái gì nhỉ? Kinh, anh stream đi để em học tập. Đấy, chứ đéo phải giọng tôi là ok giời ơi giỏi đây stream ấy để em học tập đấy. Đấy, không phải tôi nói như thế nhá, bạn tự anh ấy tưởng tượng ra như thế đấy. Đấy, xong rồi lại còn bảo là cái gì nhở, nghề em giống cái rạp phim, khi phim hay người ta mua vé vào xem, còn phim dở thì dô chỉ khách à, chắc dô doanh thu tốt quá, bởi vậy có câu cút này cút nọ ra đời. Nhớ nhé, doanh thu chưa là gì đâu nhé. Đừng lên like, khoe khoang, con nít lắm. Sức nhím năm mới vui vẻ, nhím chỉ thích ăn kẹo ngọt. Thì thôi, quan điểm không giống nhau, để anh cút cho em xem. Cái khác, dô cái rạp phim của nhím nữa, rạp nhím khó xem quá.
lần đầu nói lại có sự tranh cãi, thôi sorry nhỉ. Thế mà tôi đã nói một cách gọi là nhẹ nhàng nhất là đéo xem được thì cút. Đấy, đơn giản là như thế thôi. Đúng không? Để gọi là không kiểu tranh cãi nhiều nhất có thể rồi. Đấy, nhưng mà các bạn thấy ông này có bị làm sao? Bởi ví dụ phim dở đi, để mẹ người bình thường ấy, để mẹ phim dở thôi đéo xem nữa, để mẹ bố mày mua vé bố mày ra mẹ phim khác bố mày xem. Đấy, chứ việc đéo thì mẹ vẫn phải xem phim dở, xong rồi thì mẹ tự nhiên lại còn bỏ thời gian ra suy nghĩ địp mẹ phim dở chỗ nào. Đấy, xong rồi gửi đến địp mẹ chỗ làm phim là địp mẹ phim dở chỗ này, anh cần mẹ phải như này như kia. Ui, địp mẹ thấy ông kiểu đi làm đạo diễn ấy. Ông đi làm mẹ, ví dụ kiểu mẹ, ui ông này mà xem kiểu Avenger thì thôi nhở, địp mẹ khó tính vãi lồn. Chắc là kiểu ui, phim này địp mẹ em thấy thiếu một nhân vật rất là quan trọng, đấy là em. Điệp mẹ, anh phải cho em làm bố đời, điệp mẹ làm nhân vật trong phim, điệp mẹ thì phim nó mới hay được. Ừ, điệp mẹ ông ấy phải như thế cơ, phải thích thế cơ, nó mới gọi là hoàn hảo cơ. Nay anh Chiến thế á? Ờ, không phải bình thường. Tại vì kiểu, nói thật với các bạn là từ cái đợt mà từ cái đợt mà cái vụ to to ấy, đấy, cái vụ mà bị nói ấy, đấy là bọn tôi cũng kiểu rèn rén lại đi, bọn tôi cũng kiểu ngoan ngoan ấy, để mà ít chửi bậy lại đi ấy. Đấy, tôi cũng kiểu tôi cũng nghĩ là kiểu hay là mình cũng, xong rồi kiểu mình cũng kiểu ngoan ngoan ấy. Đấy, xong rồi cũng để đỡ bị ảnh hưởng hơn ấy, nhưng mà không các bạn ạ. Như thế nó cứ bị khó chịu thế lồn nào ấy. Nó cứ bị kiểu để mà rèn rén ấy, nó đéo là tôi các bạn ạ. Chứ không tôi thì để mà tôi lúc đéo trận chiến thì vẫn nhìn thế thôi. Chẳng qua là tôi là kiểu chiến ngầm ấy. Tôi là kiểu chiến ngầm các bạn ạ. Chứ tôi đéo phải kiểu địch bạn lúc nào tôi cũng oang oang cái mồm đâu. Nghĩa là thỉnh thoảng kiểu tôi sẽ nhịn nhịn một tí đấy. Xong khi nào địch bạn thời điểm thích hợp lúc ấy tôi mới chiến các bạn ạ. Đấy, kiểu như kiểu đợt bắn giải như thế. Đấy, nhiều người cứ chỉ tôi là tôi cứ im thôi. Để mẹ mà xong đến lúc bố mày choa hát nhá. Đấy, xong rồi bố mày địch mẹ vô địch Việt Nam nhá. Bố mày MVP nhá. Để mẹ thì lúc đấy nhá, mẹ gáy vãi lồn ra, tôi gáy mẹ khắp cả xóm luôn. Đấy, xong ai cũng đi, ai cũng hỏi, để mẹ hôm đấy vô địch xong tôi mặc mẹ nguyên áo refund, mẹ tôi chạy ra đường, tôi mẹ ra sơ cây này, tôi làm vòng Hà Nội luôn. Mẹ tôi để ý là cũng có nhiều người nhìn tôi đấy, nhưng lúc đấy là anh đang bận cháy phố rồi. Anh ơi, chỉ em quay lại với người yêu cũ đi ạ kìa. Đã là cũ rồi còn quay lại làm gì nữa, trời ơi. Thiếu gì đó, thiếu gì người để dành cho em đâu. Đấy, như tôi đây này, mẹ chia tay cái là đi mẹ đâu có gì luôn. Ờ, coi như đéo quen luôn. Ơ, cái gì có? Em này người yêu cũ ông bà nhìn ơi. Ơ, ai đây? Tôi quen buổi đâu. Ôi giời ơi, đàn ông mà phải mạnh mẽ em hiểu không? Tôi thấy bình thường. Mình thấy mệt mỏi quá. Thế cơ à, vậy ai ngồi quán trà đá chơi ý nhỉ? À, Kim Lợi nhá, cảm ơn em nhá. Không phải, hôm đấy là tôi nhớ là chia tay. Xong hồi kiểu đúng rồi, người yêu tôi đợt đấy là hay kiểu lúc yêu mới yêu nhau. Đấy, xong rồi kiểu cứ quấn tôi quá, xong rồi hay xa nhà tôi đấy, xong rồi để mẹ nhiều đồ nhà tôi. Hôm đấy là ra quán trà đá để đợi cũng lâu, là tại vì kiểu đợt đấy là người yêu cũng kiểu đi chơi đéo về, hôm đấy tôi còn rảnh nữa. Đấy, thế là tôi mang hết tất cả mọi thứ mẹ liên quan đến người yêu cũ tôi để tôi trả lại, chứ bây giờ chẳng lẽ vứt đi đúng không, biết đâu người ta còn dùng nữa. Đấy, tôi chỉ tốt đến mức như thế thôi nhá. Đấy, nhà tôi chỉ tốt đến mức là tôi cầm hết mọi thứ đấy để tôi trả lại thôi, đéo có gì mẹ dính dáng, đéo gì liên quan hết. Ok chưa? À, chuẩn như thế. Anh tìm hơi lâu á, không phải hay. Không phải tôi tìm, tôi có tìm đéo đâu. Tôi đã bảo rồi, các bạn nghĩ tôi đùa. Cái gì nhở? Không tìm. Đấy, mày phải trở thành người đàn ông để người ta theo đuổi. Đấy, các bạn hiểu không? Xã hội bây giờ phát triển rồi. Không, nói thật các bạn là hello anh. Càng lớn ấy, mình mới càng hiểu ra ấy. Ô, cảm ơn Quang Anh nhá, cảm ơn em nhá. Là nghĩa là thời kiểu con nít ấy, yêu nhau thì không suy nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng mà riêng cái tầm bây giờ, đến tận bây giờ tôi cũng 24 tuổi rồi, thì mẹ anh em bạn bè xung quanh cũng đều mẹ
cưới hết mẹ rồi. Đấy, nói thẳng như thế luôn. Đấy, thì tôi thấy là chả ai yêu mẹ một người mà đéo có tiền cả. Đấy, nói thẳng như thế nhanh. Không phải nhiều tiền mà là kiểu là ổn định ấy. Đấy, kiểu như thế. Cho nên là bây giờ chưa có người yêu thì mình cứ tập trung mình kiếm tiền thôi. Đấy, xong rồi tập trung mình kiếm tiền thôi. Để tới giả. Không, không ế được, trời ơi. Bạn tôi một có con lắm rồi đấy. Chả qua là bây giờ đang dịch thôi. Đấy, bây giờ đấy, bây giờ có người yêu xem. Xong rồi tôi bị Covid xem. Xong rồi bạn lại lây cho người ta. Uầy, thề mà tôi là tôi ghét kiểu cái cảm giác mà mình kiểu ảnh hưởng đến người khác lắm nhá. Thật, mình tôi chịu được thì được. Nhưng mà kiểu ảnh hưởng đến người khác là tôi cảm thấy khó chịu lắm. Đấy, thì cố tình không có người yêu nhá. Đấy là để em được an toàn. Amy ạ. Đấy, em cứ chăm sóc bản thân thật là tốt đi. Đấy, sau này chúng mình tính sau. Tỉnh táo lại đi. Khóc cũng chả để làm gì đâu. Nghĩ xem làm thế nào đi. hôm nay làm cái pick me nha các bạn nhá. Hôm nay hơi buồn cho nên là hai lớp thôi. Đấy, xong rồi để tôi vui lên thì nâng cao giá trị phần thưởng lên thì nó vui hơn nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, biết đâu cũng có thể là hai lớp nhá, nhưng mà có thể vui hơn thì 2 triệu. Sau cuối tháng mà kiểu vui nữa nhá là 20 triệu. Có thể thôi nhá. Tôi nói là có thể đấy nhá. Tôi nhấn mạnh từ có thể đấy nhá. Tỉnh táo lại đi. Điệp mẹ mấy thằng hater đâu rồi. Điệp mẹ tầm này nhá, bố mày hơi bị chiến đấy. Điệp mẹ mày va chạm đi. Mày va chạm bố mày đi. Đấy, ở trong hip hop ấy là nó có cái kiểu, nghĩa là nếu mà bạn nào mà kiểu chơi hip hop ấy, đấy là các bạn nào mà kiểu biết nhảy ấy, đấy mà các bạn kiểu battle dance ấy, đấy các bạn nhảy đấu với nhau ấy, là các bạn biết kiểu gì cũng sẽ có kiểu lúc mà mình chưa nhảy mà đối phương đang nhảy, mình sẽ có mấy cái động tác kiểu khiêu khích ấy. Đấy là kiểu địt mẹ như nào này. Đấy, hay là kiểu vứt tàn thuốc ấy, đấy xong ném vào mặt đối thủ này, nhưng mà tượng trưng thôi nhá, đéo phải là thật đâu nhá. Đấy thì bây giờ bố mày có chiêu địt mẹ mày tì mũi ra, bố mày hất vào người mày, xong mày bị Covid chết mẹ mày luôn. Địt mẹ đâu rồi? Địt mẹ góp ý đâu nhở? Địt mẹ cái thằng thích hay góp ý kiểu bẩn bẩn đâu nhở? Ô, em cảm ơn anh Linh quay nha, trời ơi. Thì ra là anh là con trai à? Thế mà đêm qua, uầy, thế mà kiểu tối qua ấy, được anh donate ấy, em đọc cái tên Linh quay, em cứ tưởng là kiểu một bé nào đấy ấy. Đấy, xong rồi em cũng thấy, trùng hợp là em cũng thấy một cái nick Discord, đấy tên là Linh quay, nhắn tin cho em là ước gì được nhím đáng yêu accept. Trời ơi, tôi đã tưởng tượng đến một cô gái thật là đáng yêu, thật là dễ thương. Đấy, ui, xong rồi Ava lại còn là hình mặt con trai chibi. Đấy, hình mặt con trai chibi. Đấy, thì tôi đã tưởng tượng ra kiểu một bé gái kiểu bé bé đáng yêu xinh xinh rồi. Thì mẹ thì ra là anh à? Ai bìu?